Đồ gỗ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay 20 tháng 4 năm 2022, và trong clip ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến các bác một chiếc tủ bày đồ được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ. Và đây là chiếc tủ VIP nhá. Tủ này thì có kích thước là chiều cao là 1m97, nhân chiều ngang là 87 và sâu là 33. Đấy, hàng rất là kỹ thưa các bác. Và tủ đã được chúng tôi là hoàn thiện si sáp, đánh theo lối đánh cổ truyền nhá. Đấy, chiếc tủ này chúng tôi vừa mới sưu tầm về xong, cũng như là chúng tôi đã hoàn thiện rất là kỹ rồi. Đấy. Kích thước thì đúng vào cùng thước tài lộc. Đấy. Và tủ thì phải nói là tủ rích rắc. Và dưới thì được đục cảnh đồng bích hai cánh. Và đây là sườn. Và tủ này thì nó mở hai cánh sườn nha thưa các bác. Để cái khoảng này thì cái dòng tủ này thì là đằng trước này tất cả là kính, còn mặt sau là mặt gương. Đấy, mặt gương. Và đây là hai chiếc cánh trước đây ạ. Để tôi quay cho các bác xem này. Dưới đục triện này. Đấy, dưới đục triện nha các bác nhá. Đấy, dưới đục triện. Và gỗ các bác xem này, nó lành lặn tuyệt đối luôn. Đấy, zin đét luôn ạ. Và hai bên là đục đông bích. Đấy, đây là những cái đôn kiểu đôn triện. Và kê một cái bình hoa mai. Bình hoa mai này. Đấy, và đây một cái chậu cây nữa. Và sang bên này thì là một cái bình gọi là cắm những cái bông hoa sen này, những cái lá sen này. Đấy. Và dưới này là một cái chậu cây hoa cúc. Đấy, đây là một cái đôn triện. Và ngoài này thì được đục triện xung quanh. Và gỗ rất lành. Đây tôi quay mặt sau trong các bác xem như này, mặt trong này gỗ lành đẹp. Đấy, rất đẹp ạ. Đấy. Trong ở trong là tất cả đây, các cái miếng hậu này nhá, đều là một tấm liền. Đấy, một tấm liền này. Đấy, ô bên này một tấm liền và đốc cũng liền. Đốc bên này cũng liền và cánh này liền hết nhá, không chắp ghép gì cả. Đấy. Rất đẹp. Kệ này nó nhìn nó đơn giản theo mẫu cổ và được soi chạy chỉ hai bên đấy ạ. Đấy, soi chạy chỉ hai bên. Bản đi đâu. Và lên trên này thì đây, các cái ô zích zắc đây, các ô zích zắc đây các bác xem này ạ. Các bác có thể là bày đồ sứ trong này. Đấy, bày đồ sứ hay bày cái đồ gì trang trí trong này. Đấy, chủ yếu là bày đồ sứ, nó rất là đẹp nha các bác. Cao 1m97 và mộng thì của chúng tôi là mộng tháo rời hết nhá. Đấy, các cái mộng này là tháo rời hết, gõ lên để lồng kính vào. Để mộng nắp ghép, tháo rời rất kỹ và mở ở bên hông. Đấy, và đây đốc này. Đây đốc thì các bác xem này, đốc. Đốc này đốc trơn này. Đấy, nành nặn, dưới thì triện này. Đấy, rồi. Và đây lên trên này đây. Và cánh mở đây. Đấy, cánh mở. Và chúng ta có thể lùa kính này, kính kia ở phía sau. Trong quá trình sử dụng mà nó có vỡ việc gì là chúng ta lồng từ trên này xuống. Và đây cái mộng này có thể đập, gõ lên. Đấy, gõ lên này mộng đây. Gõ lên. Mộng tháo rời. Rất kỹ ạ. Đấy, từ cái tấm nóc kia cũng là tấm liền. Tấm nóc kia đều liền hết nhá. Đấy, mở ven, mở sườn. Và đây sang bên sườn bên này. Cũng tương tự. Lành đẹp như nhau. Và mặt sau đây ạ. Đây mặt sau đây. Đấy, mặt sau đây gỗ đây các bác xem này. Đấy, đủ cả dạ hậu nhá. Đấy, mặt sau toàn tấm liền hết, rất đẹp. Và chiếc tủ bày đồ này chúng tôi báo là chúng tôi bán giá là 13 triệu Việt Nam đồng. Đấy, 13 triệu nha các bác nhá. Giá rất là hợp lý mà cũng như là kỹ thuật đẹp. Làm cực kỳ đẹp luôn ạ. Bác nào quan tâm có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0836269999 hoặc số Zalo là 0985230888. Và ngoài cái sản phẩm là chiếc tủ bày đồ ra, chúng tôi còn nhiều mẫu khác nữa. Đấy, và đây tôi vào trong cho các bác xem ở trong cửa hàng. Chúng tôi có rất là nhiều đồ nha các bác nhá. Rất nhiều đồ ạ. Đấy. Đồ dưới thì là sập. Chúng tôi còn để ở nhiều kho nữa. Chúng tôi còn để ở nhiều kho nữa, để ở mấy cửa hàng cơ. Dưới thì sập trên kê. Đấy này, đây trong này chúng tôi còn có tủ bày đồ này, rất là nhiều mẫu sập này. Đấy, các bác xem quan sát này. Đấy, để chi tiết hơn các bác có thể vui lòng đến trực tiếp đơn vị của chúng tôi. Đấy, đến đơn vị của chúng tôi để xem và sắm cho mình những món đồ đẹp. Đấy, bộ này chúng tôi sẽ xuất đi cho khách này, giả cho khách này. Rất nhiều đồ đẹp nhé các bác nhé. Rất nhiều đồ đẹp, bác nào mà quan tâm thì liên hệ cho chúng tôi. Và chúng tôi còn để ở nhiều kho nữa. Đấy, nhiều kho hàng để chồng chất với nhau luôn ạ. Rất là nhiều đồ ạ. Vâng, và các bác hãy đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm chúng tôi đang lên hàng ngày. Và cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở những video clip tiếp theo nhé. Xin chào.